Hello anh em, hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm 2023 nha anh em. Thì tiếp tục thì em sẽ lên clip cho anh em. Thì giống như ngày hôm qua thì em báo với anh em là em về rất là nhiều hàng luôn. Đó, nhưng mà em không có quay kỹ từng con, tại vì nó chưa có ra lồng, với lại nó chưa có ổn định à, chim nó cũng chưa có tỉnh, nó chưa có ra dáng ra bộ anh em. Nên hôm nay thì nó ra ok, ăn uống đồ đầy đủ ok hết rồi. Thì em tiếp tục thì em sẽ quay từng con để cho anh em dễ lựa nha. Đó, thì ở đây thì My, mở cái lò lớn ra. đó thì ở đây là mi nha anh em. Thì mi thì em bán đồng giá nha, là 1,8 triệu, 1,8 triệu một con, bao trống đã dai rộng rồi. Đó, anh em nào mà ở gần em á thì qua lựa thoải mái nè, giống như ngồi giống như em vậy nè. Đó, thì tại em ở đây thì em che vậy thôi, chứ anh em qua anh em test thì test thoải mái nha, test vẫn thấy chim đâu nha. À, anh em vẫn thấy được nè, móng bộ nè, thấy không, thái độ ghê không, mở máy lên là bắt đầu nó có thái độ liền. Thì anh em cứ qua test thoải mái, con nào hot là cứ lụm. Bên em bán là trống, máy là máy nha anh em, không có thể nào mà lẫn lộn trống hay máy được, tại vì em bán là em hot rồi đó. Nếu mà anh em thấy mà qua anh em mà ở tiệm qua em lựa đó, em phải cho anh em thấy là hot rồi đó, hot rồi thì em mới bán cho anh em, chứ em không, chứ không phải mà bắt mà bao trống đâu cho anh em nha. Còn anh em mà ở tỉnh thì em sẽ quay lại cho anh em, ví dụ như con này hót rồi nè, em nói rồi ok em sẽ quay con này hót rồi đó, về anh em nhận nếu mà không đúng chim á thì anh em cứ báo em sẽ hoàn tiền lại cho anh em đó. Đó, nói chung thì nói vậy cho nó dễ anh em. Thì mi thì em bán đồng giá nha, 1,8 triệu một con, 1,8 triệu một con nha anh em đó. Còn hàng cục đuôi thì hàng cục đuôi với lại nó nhảy mà nó tét đầu chảy máu á, thì em sẽ tính giảm tiền xuống nha. Đó, thì nếu mà anh em nào mà thích bắt hàng cục đuôi thì em vẫn có hàng cục đuôi nha anh em. Rồi, ok, thì mi thì em sẽ bán là 1,8 triệu nha. Thì để lát em sẽ có cái clip riêng từng con em quay để cho anh em dễ lựa. Em sẽ la ra rồng riêng á, con nào hot cái em quay lại cho anh em dễ lựa nha anh em. Rồi, tiếp tục thì em sẽ qua bên than. Rồi, hello anh em nha. Hôm nay em có về một ít mi nha. Lần này em về số lượng cũng nhiều nha, 50 con ngày về ngày hôm qua, nhưng hôm nay em đã tuyển được thêm 6 em nữa nha anh em. 6 em này là em bao anh em là trống hết 100% nha. Em đã nghe tiếng hót hết rồi nha, test hót hết rồi nha. Anh em yên tâm về vấn đề chống máy nha. Rồi em sẽ quay tổng thể của 6 em nha. Rồi khi nào mà em nào hót á thì em sẽ zoom lại cho anh em xem nha. Bóng bộ mặt mũi hoặc là chân cẳng gì đó anh em tự thẩm giùm em nha. Rồi kỳ này về là chim rất là to nha em, bự hơn là lần trước rất là nhiều nha, chim về rất là đẹp. Nói em về được 6 em. Rồi em nào mà hót á thì em sẽ zoom lại cho anh em xem nha. Thì giá vẫn như cũ nha anh em, bên em bán là chim họa mi trống, bao trống 100% nha anh em, bao trống trọn đời cho anh em luôn, là giá 1,8 triệu một con nha. Đó, đây là 6 em nha. Rồi em nào hót thì em sẽ zoom lại gần cho anh em xem nha. Thì này chim bổi nha, về thì nó còn hơi cao nha anh em về chịu khó ép dạng cho nó nha. Mấy chim này là em bao anh em về hót liền luôn nha anh em. Chim thì em bao cho anh em là móng mỏ nha anh em, mặt mũi nha, bao trống. Hót rồi mới bán nha anh em, chưa hót em không dám bán nha. Rồi chim đã ăn cám mạnh đó rồi nha. Đợt này về là chim rất là khỏe nha anh em, tại vì chim này về là ở ngoài rừng về là bên em đã rộng lại 3 ngày cho ăn uống xong xuôi rồi, 3 ngày sau mới giao nha. Thì chim rất là khỏe nha. Đó, em màu đỏ đang hót nha anh em. Đó, em đồng đỏ nha. Em đồng đỏ mới hót nha. Đó. Thì anh em thích cái con nào thì em cứ báo giùm em nha. Em sẽ quay clip rõ cho anh em coi luôn, rồi anh em tới bắt hoặc là chuyển khoản hoặc là ấy xin lỗi anh em lại, hoặc là anh em tới bắt
và em giao chim cho nhà xe hoặc là các tỉnh gì hết nha anh. Chim màu đỏ là lòng áo lòng màu đỏ là rất là bộ rất là to luôn nha anh em, xem bộ nha, đầu to. Đó là em đang hót là em lòng lòng sọc này nha anh em. Thì em lòng áo sọc màu vàng này thì em bao anh em là về là bao hót liền luôn nha. Em này thì biết rất là siêng mỏ luôn nè. Bộ cũng rất là dài chim nha. Bỏ thì nó nhảy nó hơi nhìn nhìn nha thôi nha, chứ không có ngửa gì hết nha anh em. Anh em cứ xem kỹ cái bóng bộ nó nhảy nha. Tại vì bổi đó, ngoài rừng thì nhốt nó thoải mái nên vô đây thì nó hơi hoảng, nó hơi nhảy nha. Đó, anh thấy em mồi áo lồng sọc hót không? Đó, hiện tại là hai em đang mở mỏ nha. Còn mấy em này thì đã nghe hót hết rồi, nhưng hiện tại thì chưa mở miệng nha. Đó, em bắt sọc mới hót á. Đó. Hiện tại thì có hai em nha, áo lồng đỏ và áo lồng sọc vàng hót thôi nha. Số mi trọng nữa nha anh em, còn một số chim trống luôn nha anh em, nhưng mà em chưa đủ lòng nên em chưa ra nha. Thì anh em có thể tới tự bắt cũng được, hoặc là xem trong đó cũng được, test thử test luôn cũng được nha anh em. Anh em là tin tưởng thì em gửi hình gửi clip cho anh em coi rồi chỉ chim cho anh em luôn. Còn trong lòng trong nhà thì em còn khoảng 30 con anh em, rồi bên em đang test á, thì anh em tới thẩm hoặc anh em tới xem thì cảm thấy hot thì anh em bắt luôn nha. Rồi, cảm ơn anh em nha. Chào anh em.